Phúc Nguyên xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình sẽ giao lưu đến mọi người một số cây hải châu tầm trung. Cây đầu tiên là cây hải châu mã K1, giá là 3 triệu bao ship. Cái này tổng cộng có 7 thân. Cụm 7 thân là cây cụm riêng, không phải là cụm ghép. Cây có chiều cao gần 1m1. Tán ngang là 1m. Ok, hải châu tàn thiên nhiên. Mọi người lưu ý là giá này là mình báo hiện tại, giá có thể thay đổi theo thời gian. Cái hải châu tàn thiên nhiên nhìn rất là đẹp. Cây tiếp theo là cây hải châu mã K2, giá là 2.700.000 bao ship. Cây đang cho rất là nhiều nụ trên cây. Nụ rất là nhiều. Thời điểm này là thời điểm bắt đầu vào mùa trái của hải châu. Cây có chiều cao gần 1m. Tán ngang là 95. Cái này có tổng cộng là 6 thân. Cây tiếp theo là cây hải châu mã K3, giá là 2.500.000 bao ship. Cái này là dòng lá có hình trái tim, một số lá đã lên hình trái tim, có khả năng cho lá búp sen rất là nhiệt cao.
Cái này có tổng cộng 7 thân. Cây có chiều cao là 95. Tán ngang là 80. Cây cuối cùng trong clip là cây Hải Châu mã K4, giá là 2.800.000 bao ship. Dòng lá cũng rất là đẹp. Cây này có tổng cộng là 7 thân. Toàn bộ những cụm này là cụm nguyên bản, không phải là cụm ghép. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 80. Mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, và đây cũng là số Zalo của mình. Mọi người lưu ý là giá là mình báo hiện tại, giá có thể thay đổi theo thời gian. Cảm ơn mọi người đã xem video.